Xưa, một vài cửa hiệu vẫn còn tấm biển quảng cáo đã lông lỡ sơn. Nào cai cúc tốt nghiệp ở Paris, nào chuyên viên may mặc có nhiều năm kinh nghiệm ở Marseille, vân vân. Bây giờ, thường thường ở cửa kính đeo một cái biển nhỏ dài chừng 50 phân, rộng 15 phân bằng gỗ hay bằng một tấm bìa. Ở đây nhận giá và lộn cổ áo. Nghĩa là không có cái cảnh có vải sẵn để cắt may áo quần. Tôi đi nhiều khắp đó đây trên đường phố Hà Nội, hiệu lớn cũng như hiệu nhỏ, thường thấy cái biển đề như vậy đập vào mắt tôi. Nếu có máy ảnh, tôi sẽ chụp khung cảnh hiệu và tấm bảng này. Điều này đã nói lên nhiều sự việc về kinh tế cũng như cuộc sống của người dân thành phố Hà Nội dưới chế độ Cộng sản. Thỉnh thoảng, nhìn những người mồ hôi nhễ nhại kéo những chiếc xe ba bánh trên đường phố, tôi cứ bần thần suy nghĩ. Trước đây khi còn ở Sài Gòn, tôi thường ngây thơ lý luận, xã hội loài người luôn luôn tiến lên, 10 năm sau khác hẳn với 10 năm trước. Điều này là tất yếu ở mọi nơi, mọi nước. Vậy, thời con người thấy công việc kéo cày, kéo xe đã phải qua rồi, trừ những hoàn cảnh, những lúc đặc biệt nào đó. Còn nói chung, sinh hoạt bình thường ngoài đường, thì trên thế giới này, dù ở một nước bán khai lạc hậu nào đó, cũng không còn cảnh người làm thay công việc. Cảnh người kéo xe ở Hà Nội bây giờ là một trong những thực tế đã mở mắt cho tôi, để tư duy, kiến thức của tôi được mở rộng dần. Giờ 30 chiều, tôi phải xuất chuyến việc đến với linh mục A. Theo kế hoạch thời gian, tôi phải nằm lì ở đó ít ra là 10 ngày để tuyển mộ và huấn luyện cho kịp với ngày 16 hay 18 trao tài liệu em theo như quy ước. Tôi tản bộ lên phía nhà thờ X. Khi gần tới nơi, tôi nhìn thấy một cửa phụ phía của nhà thờ mở một cánh và loáng thoáng một vài ông bà già đi vào. Tôi cũng đi vào trong nhà thờ. Khoảng 15-16 người quỳ rải rác ở các hàng ghế trong nhà thờ rộng thênh thang. Hầu hết là các ông bà đã có tuổi. Tôi tiến đến quỳ cạnh một ông già đầu tóc đã bạc phơ gần dãy ghế phía cuối. Một lúc tôi ghé gần ông già hỏi, thưa cụ, hôm nay cha có giải tội không? Ông già phều phào nói nhỏ, có, tí nữa cha ra. Chừng 10 phút sau, cha từ phía sau bàn thờ ra, quay lại quỳ ngay đó đọc kinh. Một lúc người đi xuống. Trong khi đó ở dưới này, một số bà và một số các ông đứng dậy ra phía tòa giải tội đứng xếp hàng. Khi đến lượt tôi, sau khi làm vài thủ tục bắt đầu của buổi xưng tội, để tranh thủ thời gian, tôi nói luôn, thưa cha, con vừa ở Sài Gòn ra, con có mang theo một lá tâm thư của cha Hoàng Quỳnh gửi cho cha. Vậy con có thể đưa cho cha bằng cách nào cho thuận tiện? Im lặng một lúc, cha nói, thế nữa, khi giải tội xong, tôi quỳ ở dưới nhà thờ, anh cứ đưa tự nhiên. Thưa cha, như vậy có điều không tiện chăng? Không sao cả, ở đây giáo hữu vẫn thỉnh thoảng đưa thư xin lễ cho tôi đó mà. Qua cách đối ứng và cách nói chuyện của cha, tôi thấy cha là một người rất bình tĩnh, điềm đạm. Vì cha ở trong phòng giải tội, tôi không thể nhìn được nét mặt của người như thế nào khi bất chợt cha gặp một người ở Sài Gòn xa. Tôi nói tiếp, thưa cha, con sẽ gặp cha để thưa chuyện với cha nhiều. Nhưng con muốn trước đó, cha hãy đọc lá thư của cha Hoàng Quỳnh đã. Vậy thường ngày cha có làm lễ sớm không? Sáng mai tôi làm lễ sớm từ 5 giờ. Xong lễ rồi anh lên gặp. Con sợ chút nữa ra ngoài đưa thư không nói được gì. Vậy thưa cha, gặp cha ở đây thuận tiện, hay là ở phúc xá thượng hay hạ thì thuận tiện hơn? Cứ ở đây tiện hơn. Tôi vừa cúi đầu đọc kinh ăn năn tội như mọi người, rồi ra. Tôi quỳ ở hàng ghế cuối, chờ đợi. Sau 2 người nữa, hết người xưng tội, cha ra, quỳ ở trên tôi khoảng 6-7 hàng ghế. Chờ cha làm dấu xong vừa đứng dậy, tôi cầm thư tiến đến. Gần chung quanh không có ai, tôi nói khẽ, sáng mai con sẽ đến cha.
Rồi tôi xuống cuối nhà thờ và ra ngoài. Tôi ra lối cổng nhà thờ sát ngay hè phố. Nói là cổng nhưng không có cánh cửa. Đó là một lối xe ra vào rộng giữa hai bờ tường xây dọc theo hè phố. Mắt tôi thoáng nhìn thấy phía bên phải một vật gì loáng thục vào một bờ tường cách tôi khoảng 10 mét. Phản xạ tự nhiên của nghề nghiệp, lẽ ra tôi quạt theo phía trái theo hè phố để về hàng tăng. Nhưng để xác định cái bóng lúc nãy, tôi bước thẳng xuống đường để sang hè phía bên kia. Lợi dụng một chiếc xe từ phía trái đi lại, quay lại tôi vừa chú ý nhìn chiếc xe. Khi xe đi ngang qua mặt tôi nhìn theo. Rất nhanh, tôi đã thấy một tên đội mũ cát kết xám, đeo kính râm, chừng 30 tuổi. Y đang vừa nhìn về phía phải y, để tôi không thấy mặt. Tôi hoàn toàn giờ như không hề biết, cứ thông thả tiến về phía hàng thang. Tuy vẫn thủng thẳng bước, nhưng lòng tôi đầy phán đoán, cân nhắc. Để xác định rõ, tôi đi về phía chợ Đồng Xuân. Hôm nay khu mặt tiền chợ có vẻ đông hơn hôm trước, có lẽ vì trời còn sớm. Tôi lại vào hiệu sách, giờ lựa chọn tìm một cuốn. Khi tôi cố ý với một cuốn sách trên kệ cao, tôi đã thoáng thấy tên đó đứng bên kia cửa chợ. Lợi dụng việc chọn sách và mua một cuốn về nông nghiệp, cũng như khi ra quầy trả tiền, tôi đã quan sát hết mọi bộ mặt, quần áo, dáng dấp của những người chung quanh mà tôi có thể nhìn thấy. Xong tôi theo hàng giấy xuống hàng đường, rẽ vào hàng bồ, qua mã may, vào quán cơm hàng bè lật trước. Cơm nước lúc này làm sao ăn ngon được nữa? Bao nhiêu thính giác thị trí óc đang quay cuồng với tên mang kính râm. Nhìn chéo sang phía chợ, tôi thấy tên kính râm đang lảng vảng tiến vào hàng cơm. Tôi lại thấy một tên đi xe đạp, mặc áo công nhân xanh, chừng 25 tuổi. Tôi đã thấy bộ mặt y ở Đồng Xuân. Như vậy là hai tên. Tôi cố gắng nhồi cơm vào, chứ tôi còn biết mùi vị gì nữa. Ăn xong tôi về nhà trọ hàng quạt để đi ngủ. Giường tôi nằm giữa hai chiếc giường mà hai người nằm đó tôi đã biết mặt từ hôm trước. Nói chung, khu tầng dưới tôi nằm có 9 giường. Hôm trước chỉ có 3 giường trống là số 1, 2 và 5. Tôi nằm giường số 4. Khi tôi vào đi tắm, lúc đó là 8 giờ tối, tôi chuẩn bị lại hết những gì cần thiết. Trong mình chỉ còn 3 tài liệu, 2 của linh mục B và C, 1 tài liệu M. Tắm xong ra, tôi thấy giường số 5 có một anh cũng đeo ba lô bộ đội mới vào thuê. Tôi về giường, mỉm cười gật đầu chào. Anh ta cũng gật đầu mỉm cười với tôi. Anh ta chừng 26, 27 tuổi, người trắng trẻo. Trong khi tôi lây quay sắp xếp giường và túi vết, anh cũng lục đục tìm thế nằm. Một lúc tôi lên tiếng, không hiểu sao, nhà thương ở đây xin nằm điều trị khó quá anh ha. Anh nói, tùy theo bệnh, tôi cũng ở Bắc Ninh về chữa bệnh đây. Tôi hỏi ngay, anh bị bệnh gì? Anh trúng thẳng, đau dạ dày. Trong óc tôi đặt ngay một nghi vấn. Được, tao sẽ có nhiều cách để biết về mày. Chữa bệnh hay là theo tao, rồi tao sẽ biết. Đêm hôm đó, phải thú thực, tôi không tài nào ngủ nổi. Mệt lắm thì chỉ nhắm mắt, đầu óc căng thẳng. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy nghĩ, tính toán. Địch, nghĩa là phản gián Hà Nội đã phát hiện ra tôi. Hay đây chỉ là công an ngầm hình sự theo dõi lưu manh?